mà tới đây ở là chắc những người thích đi câu đi rừng á, tại vì nó là cảnh mình đang ở trong rừng luôn. Nướng mấy con cá này luôn rồi. Con cá này tôi giống cá chê vậy. Cá chê nó có lăn gì đó. Trời. Ở đây họ trang trí giống như mình đang ở trong rừng vậy á. Kẹo đủ thứ kẹo ở đây. Đây là kẹo đủ màu, quá trời kẹo. Kẹo gì cũng có hết trơn. Ăn xong rồi đi nuôi mấy ông nha sĩ luôn. Welcome to paradise. Nó làm khung cảnh rất là đẹp ha. Cái gì ta? Có phải con xin nút không? Sao nó bong bong vậy? Cái này cá nước ngọt. Nước quá trồng luôn ha. Mọi người coi họ có cầu thang đưa mình đi lên. Ở đây họ làm họ rất đẹp anh ơi. Ở trên đây là nhà hàng nha mọi người, nhà hàng. Cao quá trường luôn. Đây là khách sạn nằm ở đâu ta? Đây là thang máy đi lên tuốt trên cao. Vòng vòng ở trên đây là nhà hàng với khách sạn luôn. Hình như là trên tầng trước trên nữa là khách sạn, tầng dưới gì là nhà hàng. Thích thì cá ha. Cá quá trừng luôn. Cá này đem nướng rồi thôi chứ nướng mồi rồi. Nướng mỡ hành hay nướng mồi. Có bà cá đó bà lượn qua lượn lại. Đẹp quá. Đây là nhà hàng tuốt trên cao. Là nhà hàng. Cái trên cao nhất người đó là khách sạn. Nhà cổ. Làm ở giống như là đang ở trong rừng vậy. Cao quá, cao luôn. Giờ thang máy sẽ đưa tuốt bút lên trên ngọn trên dẫn. Đi lên trên đó để coi, đứng xuống trên nó coi nãy á. Cái này ngày xưa là cái thật đó anh. Cái này cái gì vậy? Cái gì bự vậy? Sao ba bự quá vậy? Bả nằm ở đây mình mấy vậy? Bự quá trời. Bơi lại đây, bơi lại đây. There's a snake right there. I know that snake. Huh? Where? Đâu có, đâu có chọc. Kìa, nó lại kìa. Anh tăng qua bên đó được không? Được. Ồ, một cặp luôn, bự quá. Một cặp luôn. Cá bự quá vậy, cá gì ta? Bự dữ vậy. Sao nó giống chiếc tàu vậy? Mấy con bự bự luôn. Đây con nó nè, đang rớt nè. Trời ơi. Bự dữ vậy. Mấy con này ở đây được cưng dữ lắm luôn á. Bà kia đang bơi lại nữa kìa. Bà kia mà nó nè. Đây bán mấy chiếc xe, mấy chiếc tàu nè. Nó bán những chiếc xe này đó mọi người, để chạy trên chạy lên núi nè, chạy sình rồi nè, đẹp quá ha. Không biết bao nhiêu chiếc, không thấy để giá. Giá nhiều rẻ. Tàu đó kìa, mấy chiếc tàu đấy đi câu. Ở đây thì chỉ có đi sông thôi mọi người, ở tại tiểu bang này không có biển.
23.000 chiếc này. 23.620 đô. Mấy tàu câu này mua chạy biển câu ngon à. Chiếc này nhiêu? 28.000. Cảnh đây đẹp quá mọi người, làm nhân tạo mà họ làm quá đẹp. Ở đây á mọi người, thật ra thì ở đây là trong cái shopping mall nha, có nhà hàng, có khách sạn, nhà bán đầy đủ đồ, nói chung là đồ về đi rừng, đi sông. Ở đây không có biển cho nên là mình chỉ nói là rừng với sông thôi. Và ở đây có đầy đủ đồ chơi, như đó cũng có bowling để chơi nữa nè. Thì ở dưới đây ta làm mấy cái hồ để nuôi cá này, tất cả loại cá mà cho người ta coi, để tạo cho người ta gần gũi thiên nhiên đó mọi người. Thì đây là một cái nơi mà tượng trưng là gần gũi thiên nhiên. Cưng quá vậy, không biết là mua cho cháu nội hay là mua để cho mình để dành đẻ nữa, đẻ đứa gái nữa nha. Ở đây có cái thác nước chảy xuống. Ở cái cá này mình thích ăn lắm nè, riêng cái thác nước này là riêng. Bây giờ đây bắt con cá này, thôi cá xì bát. Em kêu mua cá này vậy anh? Cá xì bát không, bự không, con nào đấy bự quá. Ở đây thì họ chế động cho mình coi thôi mọi người, chứ không phải là để bán, không phải là bán để ăn nha. Đây là nai gấu rồi nằm ở trên tùm lum hết nè, cảnh nhân tạo đó. Gấu nè, gấu mẹ vĩ đại nè. Gấu mẹ vĩ đại đâu? Trời ơi, anh chuốt rồi quá trời luôn nè. À. Sao giống thiệt quá vậy? Nó mà nhúc nhích một cái em chạy không kịp thôi chứ đó. Ồ, nay không là lên bắt. Chú nói nhúc nhích cái con chạy không kịp. Đó, hàng động rồi không nè. Dòng suối. Ở trên thì nay chạy vòng vòng. Lên trên đó là có. Cái này đúng không? Mọi người biết không, là khi mà cái cầu thang máy này nè, họ đưa mình đi lên trên đó để đưa mình lên trên cao, để cút trên cái ngọn chót chót trên đó mình ra ngoài á, thì mình được nhìn vòng vòng. Nhưng mà có một cái là mùa này mình đi cũng thấy không an toàn, quá đông người, không chỉ là đông người đứng ở trong cái hộp đó để mà đưa mình lên, thì mình thấy không an toàn thôi. Thì mình đã tới đây nhưng mà mình không đi là bởi vì mình sợ không an toàn thôi mọi người. Thì mình sẽ ngưng cái chuyến đi này đây. Mai mốt mình còn qua đây nữa thì có gì đợt sau mình sẽ lên trên đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng ha. Nắm chân lại đừng cho nó chạy, nắm chân kéo nó xuống. Con này đem về làm xào lăn 7 món hả? À, nắm chân kéo xuống. Muối xả ớt hả? Khoai khô hả? Nướng nha. Đó, lần sau rồi nắm tay kéo nó xuống luôn. Nắm nó kéo xuống. Ui, bắt được rồi, ta bắt được mày rồi, mày phá quá ha. Thật ra thì hay cảnh giả nha mọi người, nhưng mà cục đá này thì thật nha, mấy cái cục gạch này là thật nè.
Họ đem vô đây họ làm, ở đây là vùng núi mà, cho nên mấy cục đá này thật thì cũng đâu có chuyện gì lạ ha. Trong này bán chỗ bán cần câu rồi không à? Rồi bây giờ coi bán cần câu. Quay hết cái cảnh này đẹp quá. Ồ, cảnh này chú gấu, dựng gấu nhảy xuống à, né nó để nó nhảy xuống. Nó còn sợ em nữa mà. Tôi đứng nó hầm hừ thôi chứ đâu dám xuống đâu. Hai bà này, hai bà gì đây? Hai bà công hả? Ờ à, đó nó giúp nhất kìa, giúp nhất kìa. Muốn bài rồi. Anh Thế dẫn mọi người đi coi cần câu nha. Cá, câu cá. Mọi người coi đây ha, bán đây vợt câu, vợt lưỡi câu, thiếu một loại gì hết. Vợt câu, lưỡi câu. Đây là cần câu, mọi người coi cần câu mình đã chưa? Mồi câu. Thì ra là người ta cho biết là ở tại tiểu bang này á có những cái loài cá giống như vậy. Là mấy cái loài cá mà hồi nãy nó bơi bơi á, là tại tiểu bang này đều có hết nha, là được đi câu hết. Người coi gần câu rồi quá trời không, anh quay tận hết rồi có cần câu. Anh muốn loại nào, anh muốn mua cần câu câu em không? Mọi người coi mồi giả nè, đây là những cái mồi giả nha, đủ size đủ cỡ hết ha, nên mồi giả thôi á. Ủa hồi xưa anh câu em mồi thịt sao mồi giả vậy anh? Mọi người ơi, sao mà cần câu ở đây đó không có thiếu lượng gì hết á, nhiều lắm luôn. Mà đặc biệt mà nói đó, tại sao cá ở đây nhiều đến nỗi mà mồi giả nó cũng ăn nữa ha. Mọi người thấy tiểu bang này người ta vẫn còn đi thoải mái ghê không? Người ta vẫn còn tới khách sạn ở đây để ngủ là nghỉ ngơi. Và những người đây vẫn tới đây để coi đồ, mua đồ. Đây là Tennessee men. Tiểu bang Tennessee vẫn còn thoải mái, không có bị giới nghiêm ha. Thành phố Memphis. Coi mấy cái lồng ha. Lồng chụp cá. Rộng cá hả? Rộng cá. Có những con cá lớn quá, phải là những cái lồng phải nó dài vậy đó hả? Đây đủ loại máy câu. Đây là về cái máy thôi. Từ 100 mấy một cái nha mọi người. Giá bèo lắm cũng 99 đô một cái nha mọi người. Ở 49-50 đô cũng có nữa. Rồi thì mình cũng quay sơ cho mọi người coi cái cảnh vật ở đây. Thì đây là cái shop bán đồ câu cá, đồ rừng lớn thứ nhì của nước Mỹ. Rồi thì mình cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Mình xin tạm dừng cái video ở đây ha. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi
hẹn lại video kế tiếp nha. Cô để cái mông xích qua chút xíu tại vì che cái mặt. Dạ. Thế cái đeo kia luôn. Đi ghé. Thường có bay quanh, thường có bay quanh ghép quanh phi mà là. Chiếc này nhiêu vậy? Chiếc này có 64.497 xu thôi. Thật ra nó đã mà giảm giá rồi, chứ nó không là 71.000. Nó giảm được 7.000. Ủa nãy nó giảm 700. Ủa 7.000 chứ? 7.000. Đó, đây có mấy chú nai trốn trong rừng. Cho bắt ngon vậy thôi. Có con vậy ấy. Thật ra ở đây mọi người là nai như vậy á. Ở đây là nai nhiều như vậy chứ không phải chỉ là làm giả thôi nha, mà thật sự bên ngoài là nhiều vậy đó. Nhưng mà đứng đó hát gì?